Rồi bắt đầu tính giờ round 5 của giải Happy Birthday HDA. Đây có xí ngầu, phi sinh token hay cần gì sử dụng ha. Đi sau mượn hình. Con này là điều này nó là sao? Con này quanh này tí hồi để có dịp tay được. Đời hôm là ngay một cách mà bỏ phê quyết. Quan trọng là tôi mất cái này, tôi tin là không giật tay được. Quá xong. Mất cái này. Tại vì tôi tin thì gắn trong bè lên lại rồi mất mẹ, chứ tôi giật tay luôn. Chứ mới giật tay à, không ra giật tay nữa. Thank you.
nói như con nó là cái tay mà mất tay là đâu rồi. Thank you.
cần cái thùng mở lát chứ là không có gì là cái đó mà thùng ra cái lò mà quay ai ai play mà quay cái bốn nhà khác nữa nếu là ai play cái hàng đó là không đúng rồi tại nó đi trước lên cái là phải thiết mất là thấy trước cho một hen đi sau một hen lọt lại
thông minh. Lại chơi game. Ok. Không ép ép lắm. Nhưng mà không ép. Không biết là đây rồi. Ép lắm. Ép lại gây game xong. Là cái này cho lại. Con này chưa biết là cái này là cái ép luôn anh lại. Đây cái em xong. Rồi. Giống cái này nó là gây dòng luôn. Tới rồi, tới rồi. Đéo đam. Đéo đam. Đéo đam.
nếu mà show more thì tôi sẽ ok được, nhưng mà cái thời ghép sợ ok đây là tôi sẽ khai á ghép sợ. Nói chuyện cái cháp á, tôi sợ cái cháp lên xe đen lần hai. Phải không? Có nghĩa là nếu tôi chưa có cháp á, tôi sẽ sợ cái lên xe đen 2. Và để cái quên, quên là có cháp về. Cái gì? Quên dở khoảng khoảng 2 bây giờ bị sổ luôn. Đó là bị sổ luôn. Mà quên là có Infinite cho bê, cái này không lên được, chứ không bị sổ này. Cái combo tiếp, lên đi xe đen 2 là combo. Quay quay quay, ghi điểm của tao ấy.
lô. Đây.
cách xúc phần nó về cho nó sẽ sờ vào cái bào hao ra được nha. Nó xúc phần nó thì ngay xong nó xúc phần xong nó sẽ sờ vào cái bào hao nào cuối tuần thì buổi ok ok Israel,
cho một tí hồi lên đây. Con này nó sợ cái này. Con kia là bé sọt xung quanh nè. Con này không có kéo lên. Con tự kéo bằng cà tóc. Anh đồ. Con kia kéo bằng cà tóc. Chẳng nhớ. Con kia đẹp. Nó là 3 rưỡi. Như chén. Mất ngày nữa là 3 rưỡi như chén. Hết giờ đấu súng nha. Tên không. Rồi hết.